Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Sau đây là bản tin quân sự mới nhất. Công nghiệp quốc phòng Việt Nam đột phá. Công nghiệp quốc phòng nước ta đã tiến bộ vượt bậc, sản xuất được nhiều loại vũ khí made in Việt Nam có chất lượng cao, cạnh tranh được với các sản phẩm nước ngoài. Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng giữa mùa dịch. Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 12, 2021, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan để tổ chức hội trợ triển lãm quốc phòng VIDEX 2021 với chủ đề Kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số. Tham gia VIDEX 2021 có hơn 100 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trưng bày nhiều thành tựu tiêu biểu về khoa học công nghệ quân sự, kinh tế kết hợp với quốc phòng của nhiều đơn vị kinh tế trong quân đội. Ngoài ra, VIDEX 2021 còn là nơi diễn ra các cuộc hội thảo, hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, trình diễn các sản phẩm công nghệ. Đáng chú ý VIDEX 2021 là lần đầu tiên một triển lãm quốc phòng Việt Nam được tổ chức trên không gian mạng do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Vũ khí made in Việt Nam vươn ra thế giới Trong những năm gần đây, Việt Nam rất tích cực tổ chức các triển lãm quốc phòng với sự tham gia của nhiều đơn vị trong nước cũng như các nhà thầu quân sự nước ngoài. Dù gặp muôn vàn khó khăn do đại dịch COVID-19, song Bộ Quốc phòng đã nỗ lực cao nhất để thực hiện triển lãm quốc phòng. Trước triển lãm online VIDEX 2021, Việt Nam đã chấp thời cơ dịp đăng cai tổ chức hai nội dung của Emmy Games 2021 trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế để giới thiệu hơn 200 loại vũ khí made in Việt Nam hiện đại tới các đoàn quan chức, vận động viên và bạn bè quốc tế ngay tại Hà Nội. Một phần đáng kể trong số đó là sản phẩm mới của công nghệ quốc phòng Việt Nam. Những triển lãm quốc phòng được tổ chức trong thời gian vừa qua chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng nước ta. Nhờ những triển lãm quốc phòng, Việt Nam có được lợi đơn, lợi kép cụ thể. Thứ nhất, công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong những năm qua đã tiến bộ vượt bậc, sản xuất được nhiều loại vũ khí khí tải hiện đại, có chất lượng cao, cạnh tranh được với các sản phẩm nước ngoài. Song song với việc trang bị cho lực lượng vũ trang nước nhà, chúng ta cần đẩy mạnh việc xuất khẩu các sản phẩm vũ khí khí tải made in Việt Nam. Tiêu biểu là các loại súng bộ binh, pháo cỡ nhỏ, thiết bị vô tuyến điện tử, đo đa phòng không, tàu sùng tuần tra. Việt Nam đã gặt hái được những thành công bước đầu khi ký được một số hợp đồng xuất khẩu vũ khí, đóng tàu quân sự cho các bạn hàng quốc tế. Việc mạnh dạn tổ chức và tham gia các triển lãm quốc phòng trong và ngoài nước là hết sức cần thiết. Đó là những cơ hội quan trọng để giao lưu, kết nối với khách hàng nước ngoài, giới thiệu năng lực sản xuất vũ khí của Việt Nam, đặt tiền đề cho những hợp đồng xuất khẩu hoặc hợp tác nghiên cứu chế tạo, chuyển giao công nghệ trong tương lai. Thứ hai, bên cạnh việc thu ngoại tệ từ xuất khẩu vũ khí, một lợi ích quan trọng từ các hợp đồng nước ngoài chính là việc duy trì sản xuất và sức sống cho các nhà máy quốc phòng trong nước. Muốn có hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh. Ngạn ngữ Latin dù đang được hưởng hòa bình, Việt Nam vẫn cần dự trữ khả năng sản xuất vũ khí với quy mô lớn để chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra. Vì vậy, trong thời bình, nước ta vẫn cần duy trì các dây chuyền sản xuất vũ khí ở mức độ nhất định, vẫn cần tổ chức các nhà máy, cơ sở công nghiệp quốc phòng với đội ngũ kỹ sư, công nhân có tay nghề cao. Để tạo công ăn việc làm cho các nhà máy quốc phòng, bên cạnh việc sản xuất vũ trang trang bị cho quân đội, cần chú trọng kết hợp sản xuất lưỡng dụng quân sự, dân sự cũng như đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài. Thứ ba, các triển lãm cũng giúp tăng cường danh tiếng, uy tín của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói riêng và sức mạnh quân đội nhân dân Việt Nam trên toàn thế giới. Trong hoạt động đối ngoại, có nhiều hình thức để phô diễn năng lực quân sự của quốc gia như diệu binh, duyệt binh, tập trận và không có bán đạn thật, triển lãm quốc phòng. Mỗi hình thức kể trên đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định, cần vận dụng tùy theo hoàn cảnh. Đối với điều kiện của Việt Nam hiện nay, việc tổ chức các triển lãm quốc phòng chính là một cách phù hợp để khoe năng lực và sự tiến bộ vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng nhấn mạnh khả năng tự lực sản xuất vũ khí để bảo vệ Tổ quốc. Các triển lãm quốc phòng cũng chứng tỏ năng lực của Việt Nam đủ khả năng trở thành một đối tác quan trọng về quân sự quốc phòng của bạn bè quốc tế. Thứ tư, ở chiều ngược lại, các triển lãm quốc phòng cũng là cơ hội để các bạn hàng nước ngoài đến với Việt Nam, giới thiệu những tình hoa của công nghiệp quốc phòng thế giới, nhằm giúp chúng ta có thể lựa chọn được loại vũ khí, khí tài ưng ý, phù hợp với nghệ thuật tác chiến để mua sắm hoặc nhận chuyển giao công nghệ sản xuất ngay trong nước bản tin của chúng tôi đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại